những vũ khí tân tiến của Nga được lắp microchips sản xuất từ Hoa Kỳ. Theo nguồn tin từ The Drive, tình báo của Ukraine đã tiết lộ việc sử dụng các microchips do Mỹ sản xuất trong dụng cụ thiết bị quân sự của Nga, do đó đặt ra câu hỏi về khả năng sản xuất các thành phần kỹ nghệ của Moscow. Khi quân đội Ukraine bắt đầu tháo dỡ vũ khí của Nga, nhiều thiết bị tịch thu hoặc bị phá hủy một phần có sử dụng nhiều microchips nước ngoài đặc biệt là những microchips được sản xuất tại Hoa Kỳ. Một chuyên gia nói với The World Zone rằng, các thành phần trong danh sách đó đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về khả năng sản xuất các thành phần kỹ nghệ mà cổ máy chiến tranh của họ dựa vào khả năng của các quốc gia như Hoa Kỳ trong việc bảo mật những kỹ nghệ đó. Theo danh sách các thành phần được tình báo Ukraine chia sẻ với thông tin quốc phòng The World Zone, các microchips này được tìm thấy bên trong thiết giáp 9S932-1 được phục hồi là một ví dụ loại vận chuyển chỉ huy phòng không được trang bị radar là một phần của hệ thống BarnoT. Một hệ thống phòng không Panzer trực thăng tấn công KA-52 Alligator và hỏa tiễn hành trình KH-101. BarnoT là hệ thống chỉ huy và kiểm soát phòng không cao cấp nhất của Nga trong hệ thống tổng hợp dành cho phòng không của quân đội Nga, các đơn vị thủy quân lục chiến và lực lượng dù. Thiết giáp 9S932-1 là một bộ phận trinh sát, điều khiển, được trang bị radar của hệ thống phụ Barnotti tiến hành trinh sát suốt ngày đêm và thực hiện chỉ huy, kiểm soát và vũ khí trang bị của họ trong các vị trí chiến đấu bộ phận này được liên kết trực tiếp với các đơn vị được trang bị nhiều hệ thống phòng không tầm ngắn, bao gồm hệ thống hỏa tiễn đất đối không Tor M Series và 9K35 Strela, 9K33 OSA, hệ thống hỏa tiễn đất đối không, hệ thống phòng không theo dõi 2K32 Tunguska và hệ thống Manpad 9K333 Verba Tình báo Ukraine cho biết là họ đã tìm thấy 8 microchips cực nhỏ trong hệ thống liên lạc của bộ phận 9S932-1, có nguồn gốc từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ như Intel, Micro, Micron Technology và Admel Corp. Hệ thống phòng không Panzer là hệ thống hỏa tiễn đất đối không và pháo phòng không tầm trung nổi tiếng. Các chuyên gia Ukraine cho rằng đã tìm thấy 5 microchips do Hoa Kỳ sản xuất được sản xuất bởi AMD, Rochester Electronic, Texas Instruments và Linear Technology bên trong dụng cụ tìm hướng của hệ thống phòng không này. Hóa tiến hành trình phóng từ trên không KH-101 đã đưa tin vì tỷ lệ thất bại cao bất ngờ trong các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các mục tiêu Ukraine. Theo lời của một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ trong một cuộc họp giao ban vào tháng 3 năm 2022, hoặc là chúng không phóng được, hoặc là không trúng mục tiêu, hoặc là chúng không phát nổ khi tiếp xúc. Ngoài tỷ lệ thất bại cao được báo cáo thì KH101 dường như cũng phụ thuộc nhiều vào microchips do nước ngoài sản xuất. Vì tình báo Ukraine tuyên bố đã tìm thấy ít nhất là 35 microchips do Hoa Kỳ sản xuất, bao gồm cả những microchips do Texas Instrument và Admel Corp sản xuất tỷ lệ thất bại cao và những phát triển mới nhất về sự phụ thuộc quá nhiều vào các microchips nước ngoài trong kh101 sẽ khiến cho moscow lo ngại vì biến thể kh102 của hỏa tiễn là hỏa tiễn hành trình trang bị vũ khí hạt nhân chính của không quân nga đến với ka52 alligator máy bay trực thăng tấn công hai chỗ ngồi hoạt động trong mọi thời tiết của nga các chuyên gia Ukraine đã mở hệ thống điện quang tháp pháo, trong đó họ tìm thấy 22 microchips do Mỹ sản xuất và một microchips do Nam Hàn sản xuất. Microchips không nhất định phải có nguồn gốc từ các nhà sản xuất. Những microchips này có thể không nhất thiết là phải có nguồn gốc trực tiếp từ các nhà sản xuất vì có một thị trường khổng lồ và không được kiểm soát cho các loại microchips tái chế đang nổi lên từ Trung Cộng. Nhiều khả năng có thể đây là nguồn gốc cung cấp các microchips này, vì nhiều trong số chúng có vẻ đã khá cũ, theo các chuyên gia Ukraine. Ngoài ra, như đã đưa tin trước đó của Eurasian Times, các nhà nghiên cứu ở Anh Quốc đã tiết lộ vào tháng 4 năm 2022 rằng Nga đang tìm nguồn cung ứng các linh kiện lưỡng dụng do Anh Quốc sản xuất chẳng hạn như microchips điện tử và switchboard cho vũ khí của mình thông qua các doanh nghiệp trung gian ở Ấn Độ và Trung Cộng. Đầu tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo người gần đây đã gặp thủ tướng Ukraine cho biết trong một cuộc điều trần tại thượng viện, chúng tôi nhận được báo cáo từ người Ukraine cho rằng khi họ tìm thấy thiết bị quân sự của Nga, nó chứa đầy chất dẫn điện trung gian mà họ lấy ra từ máy rửa chén và tủ lạnh. Các thành phần được tìm thấy trong các hệ thống vũ khí rất khó ngăn chặn việc rơi vào tay kẻ xấu. Nhưng các chuyên gia nói rằng các viên chức Hoa Kỳ có thẩm quyền ngăn chặn việc vận chuyển những microchips lưỡng dụng như vậy. Tin tức được đưa ra sau một tiết lộ đáng kinh ngạc vào cuối tháng 4 năm 2022 rằng các thành viên NATO đã sử dụng Grandfather Class để vượt qua lệnh cấm vận của EU đối với Moscow như thế nào? Theo một báo cáo của EU, ít nhất có 10 quốc gia thành viên NATO đã xuất khẩu khoảng 350 triệu euro, tức là khoảng 378.6 triệu mỹ kim dụng cụ, thiết bị, máy móc quân sự cho Nga, trong đó các công ty của Đức và Pháp chiếm 78% với trị giá 273 triệu euro tức là khoảng 295.4 triệu Mỹ Kim xuất khẩu quân sự. Bất chấp lệnh cấm vận của toàn EU đối với việc cung cấp vũ khí cho Nga, sau khi nước này xác nhập với Crimea vào năm 2014, Đức và Pháp đã chuyển giao bom, rocket, hóa tiễn và súng cho Moscow. Ngoài ra, các công ty Pháp cũng chuyển giao các camera ảnh nhiệt, cũng như hệ thống định vị cho máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, và xe tăng Nga. Các quốc gia thành viên này đã lợi dụng một kẻ khở cho phép các hợp đồng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2014, hoặc các hợp đồng sau đó sẽ giúp đóng các thỏa thuận vẫn được tiếp tục. Điều đó cho thấy những phát hiện mới nhất sự phụ thuộc quá lớn của các cổ máy chiến tranh Nga vào kỹ nghệ phương Tây trong lĩnh vực nhanh chóng, phát hiện hoặc phản ứng chính như xác định mục tiêu, dẫn đường, thông tin liên lạc và hệ thống điều khiển vũ khí đều có thể gây bất an cho moscow